làm cái Yasuo nha. Mình bứt trước đi. Tôi ghét cái việc bứt theo đồng đội quá. Tôi bứt trước đi, đồng đội nó bứt theo. Bây giờ phải bứt theo team hoài à. Anh em có bao giờ anh em làm việc nhóm không? Khi mà chúng ta làm việc nhóm nó có một cái gọi là xây dựng á, biết không? Hiểu cái gì gọi là xây dựng không? Là khi chúng ta nói chuyện ấy, thái độ của chúng ta phải trên là tinh thần xây dựng với nhau. Làm việc nhóm nó phải như vậy. Giống như những người mà có cái tinh thần xây dựng á, thì người ta sẽ suốt ngày người ta sẽ phải nói cho xong cái vấn đề thì thôi. Còn những đứa mà nó không có tinh thần xây dựng mà kiểu mà con nít á, kiểu mà hay là toxic á, đang nói giữa chừng cái bắt đầu anh nhìn ra cái sai của anh phải không? Nó bắt đầu anh kiếm chuyện, anh lái qua cái chuyện khác, hoặc là anh nói thôi đéo nói nữa. Đó là mấy anh đó là không có, mấy anh đó là không có làm việc nhóm được. Tôi thì hồi từ cái ngày mà về, với lại từ lúc mà vô trong Sài Gòn Joker với lại mấy ông già, là mấy ông đã dạy tôi từng thứ rồi, dạy nhiều lắm. Hồi xưa mấy anh dạy tôi nhiều lắm. Nhưng mà thường trong team phải có mấy thằng toxic mới được. Team nào cũng vậy, tôi thấy từ cái team làm việc cho tới cái team chơi game lúc nào cũng vậy chứ. Kiểu đáng gì trong team cũng sẽ có một hai thằng toxic. Tại vì bản chất của một cái nhóm khi mà chơi game mà 10 thằng có cái tính giống nhau mà ngồi chơi game á, thì nó lại đéo vui. Nó đéo vui mấy ông à. Như một, giống như một cái bức tranh đi, không? Thì mấy ông vẽ nó phải đủ màu lên thì nó mới đẹp được. Giờ vô chơi game 10 thằng đều hiền khô, 10 thằng nói chuyện với nhau thì sẽ đéo có những cái pha mà cười giỡn. Xong rồi bắt đầu 9 thằng á, thì nó hiền khô à. Xong rồi có cái thằng gọi là bậm trợn vô, nó ngồi nó xàm, nó nói một cái gì đó nó khác, nó tạo ra mà thành một cái nhóm chơi nó vui. Nó phải như vậy. Chơi mà một cái nhóm mà nó mà ví dụ một cái nhóm mà 10 thằng mà tôi xích hết á, thì cái nhóm nó chơi được tuần nghỉ. Chơi được tuần là nghỉ. Thế thế nào mà chơi với nhau nhiều được. Chơi mà đụng nhau nhẹ một cái thôi là bắt đầu là ngồi trên đầu ông bà già nhau nó ỉa xuống. Ngồi vậy đó. Đâu có ngồi dưới đất nữa. Đặc biệt là khi mà trong team chơi chung mà có một thằng toxic á, mấy ông sẽ có một cái thế mạnh là mấy ông sẽ đéo bao giờ lo về cái việc sủa dơ với bạn team bên kia. Thôi mấy thằng toxic thì nó sủa thì thôi. Nhìn sao em không mùa khiên đi. Tại đấy ơi, mùa khiên tại lấy chinh phục rồi, đi lên farm thôi đồng binh. Nhìn sao em không buồn, sao không thấy nước mắt em rơi, giống như những người mặt ta từng yêu đắm say. Không tim em mỉm cười, nỗi đau hỡi người, nói với anh vì sao. Hello. Ừ tao tạc luôn. Ê da. Ừ tao tạc. Mày cái đấy. Mày cái đấy. Quay. Rồi. Xong. Một mạng. Rồi đi. Con Ken pha đó nó nói. Cái đéo gì vậy? Đâu có hang này. Ủa tự nhiên xuống boss đang găng cái tự nhiên xuất hiện Yasuo với Lee Sin à. Cái đời à, đu xe đi sao. Đu xe cơ đấy. Mình đây. Trời ơi. Chết cái mạng nó xàm chưa trời. Ừ, AD tao lấy lại mạng mít mày. Rồi rồi, AD tao lụm 2 luôn. AD tao lụm 2 luôn rồi. Rồi, 2, đúp 2. Lụm tiền. Tính tiền. Bên đó là anh Bu Nova. Tao. Luôn. Mày đi. Mày bắn tao hả? Mày bắn tao á. Google chơi á. Game nhồn.
Trời ơi, tay này như tay vượng vậy. Bị tấu hài với chơi liên minh mẹ gì. Hoàng chính suối version 2. Đứng lạc. Ok. À, tôi mà cản được là tôi cứu tim tôi, tôi giết nó luôn rồi. Chán thế nhờ. Phải lắp chúng tôi giết á. Rồi. Trời ơi. Diễn viên. Anh Mus ơi, hiện nay e chơi lon thua từ KC 1 xuống BK 2 và DZ bị chán game về theo AM có nên bỏ game 1 TGK A còng. Sao mày không vô quỷ? Tao không bảo. Thôi đi, đi về. Đi về gấp. Quá cái gì mà nó bắn lực vậy? Nani? Xin đến tôi mạnh dữ ta. Hay quá em ơi. Dọn rác đi mấy anh cờ lê ơi, nhiều mấy thằng dân trí thấp quá. Hay. Ủa thằng Vin này mày tuôn cái gì vậy? Thái. Mày tuôn cái gì vậy em? Sao? Sao cái pha đó mày? Thằng này có tuôn không ta? Ông ai Canada vậy? Nó kêu hoặc kêu nó bị hack. Má tao nghi thằng này tuôn lắm à. Tao nghi tuôn bị khóa kia lắm nè. Tao nghi lắm. Cái pha đó nhìn nó đúp với lại nó bắn nhìn não nếu chịu được. Hồi nãy ở trên này là đã thấy nó bắn cái pha kia là cũng ghê lắm rồi. Thấy thằng này nó đúp nó đánh đồ. Nhìn cũng hơi bị kinh đấy. Ui. Căng vậy mấy anh trai. Ủa ở đây nữa à. Đó. Mày đi trước. Enemy double kill. I feast on your trail.
Được rồi. Thôi để tôi nói mấy ông mà thích thượng đẳng nghe như vậy nè. Tôi từ lúc mà tôi chơi cái trò chơi liên minh này chuyên nghiệp tới bây giờ á, tôi luôn biết đâu là đúng là sai. Ví dụ như trong một vấn đề á, tôi đúng là tôi nói tôi đúng, tôi sai là tôi nhận tôi sai. Không có bao giờ mà tôi ngồi mà tôi cái kiểu mà tôi, tại vì mấy ông hiểu là hồi nãy tôi có nói về vấn đề làm việc team, làm việc nhóm, mà cái kiểu của tôi nói chuyện là nó team work quen rồi thì đúng là đúng, sai phải là sai. Xây dựng team thì nó phải như vậy. Không có cần mấy ông phải vào xong rồi ngồi nói ờ phá đó mày sai rồi mà sao mày không chịu nhận. Tao cần hả? Tao cần tôi bay chỉ tao sai hả? Đừng có suy bụng ta ra bụng người như vậy. Không có mượn, ở đây chúng tôi không có mượn. Ở đây chúng tôi cần anh em vào coi livestream và giải trí. Cái chuyện đúng sai á, kệ mẹ người ta. Đừng có can thiệp vào. Ai mượn vậy? Lanh dữ vậy? Ai mượn? Ai thuê không? Còn có phải là tôi chơi game này lúc nào tôi cũng đúng đâu. Đâu phải lúc nào cũng ngồi chửi người ta đâu. Ví dụ như những pha tôi lao vô ngu xong tôi chết, tôi cũng nhận vậy. Ơi, kệ đi thượng đẳng nó khổ vậy đó anh. Cũng nhận vậy. Đâu ai, nhưng mà vấn đề ở đây là không có ai mượn. Vấn đề ở đây là không có ai mượn hết. Không có ai mượn vô đây ngồi phân tích giùm hết á, không có ai hết trơn á. Trời ơi, tưởng anh nói gì ghê lắm. Pha đó ông sai là rõ ràng rồi ông ơi, tôi cao thủ 300 điểm nói ra đấy, ông nói tôi không thượng đẳng. Trời ơi, cao thủ 300 điểm của mày to thế nhờ.